Mà Nhân, mình là Nhân xin chào đây. Hôm nay mình vừa mượn được cái nick. Đây là cái nick của thằng em mình, nó vừa giảm sức mạnh xong nên nó hỏi mình mượn không. Ok, mình mượn làm cái clip luôn. Đây, và xin nhắc lại đây là nick của mình mượn nha nè. Nick này rất là VIP nên chắc mình nghĩ mình không có tiền để mua nick này đâu. Anh em thấy đây, chỉ có 14 triệu 9 sức mạnh, đây là siêu cấp 1 nha nè. Đối với mình thì nick này chắc là rất là VIP rồi. Ở siêu 2 thì mình không biết là có siêu cấp 1 nào VIP như vậy chưa nữa. Nhưng theo mình thì mình thấy cái này khá là VIP, rất là VIP. Đây mình sẽ show toàn bộ cho anh em xem. Thì về sau mình sẽ mượn thêm làm clip đánh siêu cấp 1 xem như thế nào nha. Tại đó giờ mình chưa được cầm con siêu cấp 1 VIP như thế này. Thấy rất là phái, nhìn rất là đam mê, nhưng mà mình không có thời gian để mà giảm sức mạnh như vậy đâu. Thấy là một sự rất là cực khổ đấy. Rồi chứ mình thấy nó giảm rất là lâu luôn mới được như vậy. Ê, 10 đi là 15L12-L201 à, cái chắc là mình nghĩ là ngày tháng sinh năm của nó quá, 21 à. Ê, anh em thấy con đệ tử 31 tỷ nha, rất là VIP, mình thấy rất là VIP luôn. Đây đệ tử 31 tỷ và chỉ số đã mát hết. HPK 400k và sức đánh 220k mát luôn, và đệ là Kame 7 tới đàn lượng để chế đắc nha. Nhiệm vụ thì bóc rồi. Đây tiềm năng là tiềm năng siêu cấp 1 nha nè. Tiềm năng này chưa được 15 triệu đâu mình nghĩ là vậy. Đây skill mát 7 hết, chỉ có cái cầu khí thì hai thôi, rất là bá. Đây mình sẽ chỉnh skill lại. Đây nè, đây mình sẽ chỉnh 4, đây mình sâu ra hết luôn. Thấy nó mặc đỏ HP nè. À là tại gì vậy? Dịch chuyển tức thời ha. Ok đấy. Đây mình sẽ mặc đồ cho người tử nha nè. Thấy mình vừa, nó vừa cho mình mới vô nét xem luôn. Này để coi đệ được nhiêu. Ơi nó mặc đồ HP hết ta. Mặc nhiêu hết. Ô gà thả 4 sao luôn em ơi, giàu quá. Ôi gà đô đô, gắn 5 sao luôn. Gắn 5 sao HP nha em, quần 4 sao luôn. Quần này hiếm chứ bộ. Và con đệ tử đạt 1 triệu 3, gần 1 triệu 4 HP nha nè. Ghê, thật là trâu đấy. Đây. Vãi lên. Và sư phụ mặc nguyên sách phản sát thương ha. Người ta phản sát thương và cái giác phản sát thương. Sức đánh 21k và HP 1 triệu 3. Siêu cấp 1 nha anh em. Nếu mà tháo giác nguyên tập ra thì sức đánh được 31k. HP 1 triệu 3, 284k. Châu bò, vãi liền. Sức này sức đánh hả? Ồ, kinh thật ấy, HP châu vãi thật ấy. Ý là chưa bố biết nha em. Rất là châu. Giờ mình sẽ đi test cái này. Đi qua làng ca gót cái. Nếu này thật là biết đấy. Nhìn rất là phê, rất là chắc. Chắc thật đấy. Trời, mặt cờ đen, mình sẽ mặt cờ đen này test thử nha nè. Ô siêu cấp 1. Sắp tới thì chắc mình sẽ mượn nick này làm nhiều clip hơn nữa. Trời ơi, quá. Một cái gì mà sang xuất hiện. Bạn trăm chuyển thời. Kame 450 HP. Quá phê. Vãi. Quá phê, quá phê em ơi. Phê con nhà bà đê. Nè, dịch chuyển thời. Một trăm mê. Chết luôn, nhưng mình không thấy HP nè em à. Rất là trâu, rất là trâu. Ê, mình chưa có chuyển thời. Quá phê, quá phê. Bê ca sẽ rất là sướng. Một Kame, một Kame. Một cái chón tạo ra. Quá wow, 490k. Bạn thường tới 50k lần. Rất là ghê, mình nghĩ siêu cấp 1 đó khá là VIP. Quá VIP. Ok thì để tới đây chỉ là sâu cho anh em xem cái nick siêu cấp 1 này thôi. Mình mượn nha nè. Cái này mình mượn. Rất là VIP, có cái chân giao gắt luôn ấy. Và có cả cái chân đô kê luôn. Quá VIP. Giá này giá gì ta? Nhóc sang. Một cam ơi. Nhưng mà trong đây không thể đánh được nha nè. Ok thì chắc clip mình chỉ sẽ dừng ở đây thôi. Sắp tới này thì mình sẽ mượn nick làm clip nha. Và anh em nhớ thấy hãy hiện nhớ đăng ký kênh cho mình nha. Đây là nick mình mượn nha, siêu cấp 1. Rất là VIP để full chỉ số nha nè. Để tận HP 1 triệu 3 luôn. Khá là trâu. Ok, cảm ơn anh em nha.